Thor Chris Hemsworth, giàu nhất nhì Hollywood vẫn để con đi chân đất. Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp Chris Hemsworth dắt hai con trai đi mua đồ ở một vài cửa hàng tại vịnh Byron, Australia. Dù thời tiết se lạnh nhưng cặp đôi song sinh 7 tuổi Sasha và Tristan vẫn đi chân trần, cả hai tung tăng đi bộ qua đường. Đáng nói, các con của Chris Hemsworth thường xuyên được trông thấy đi chân đất ra phố. Bọn trẻ mặc đồ đơn giản và lấm lem như những đứa trẻ địa phương. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ chúng là con của diễn viên nổi tiếng. Từ khi chuyển từ Los Angeles về Australia sống, vợ chồng nam diễn viên nuôi con theo phong cách dân dã. Tài tử và nữ diễn viên Fast and Furious Elsa Pataky để các con vui chơi thoải mái sau giờ học và ngày ngày ra biển, nông trại hoặc lên đồi chạy nhảy. Cặp song sinh rất tinh nghịch và ưa thích hoạt động ngoài trời. Ngoài hai con trai Tristan và Sasha sinh năm 2014, cặp sau còn có cô con gái India Rose hiện 9 tuổi. Được biết, Chris Hemsworth đã quay xong Thor phần mới ở Sydney và đang trở lại với vai trò một ông bố ba con. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, tài tử 37 tuổi tiết lộ rằng anh đã từ chối nhiều hợp đồng đóng phim để có thời gian dành cho vợ con. Gia đình Chris Hemsworth hiện sống trong biệt thự 30 triệu đô la Mỹ trên đồi cạnh bãi biển ở vịnh Byron. Cách đây không lâu, Chris khoe bài văn con trai viết về mình lên mạng xã hội, kèm biểu tượng trái tim và gương mặt xúc động rơi lệ. Người bạn đặc biệt của tôi là bố, chúng tôi cùng nhau đi bơi, cùng nhau với mọi người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cậu bé viết. Bên dưới, giáo viên Ken Tristan đã hoàn thành tốt bài tập được giao. Mặc dù bận rộn với công việc diễn xuất, Chris Hemsworth luôn dành thời gian bên các con. Nam diễn viên từng chia sẻ nhiều hình ảnh và video dạy bọn trẻ lướt sóng, câu cá, cắm trại, bơi lội. Chris từng có tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc bên bố mẹ. Các anh em trai ở Australia nên anh cũng muốn các con mình được gắn kết yêu thương như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, Chris Hemsworth khẳng định gia đình quan trọng hơn sự nghiệp. Anh nói, tôi luôn nghĩ bọn trẻ là điều quan trọng hơn cả, nên tôi chấp nhận hy sinh một vài vai diễn. Có vài bộ phim tôi có thể dành nhiều tâm sức hơn, nhưng tôi đã cân đối thời gian ở bên các con của mình. Chris Hemsworth gặp gỡ vợ mình, Elsa Pataky, 44 tuổi, vào đầu năm 2010 thông qua một nhóm bạn bè chung. Cặp sao nhanh chóng nảy nở tình cảm và kết hôn vào ngày Giáng sinh năm đó. Đến nay, vợ chồng Chris đã có 3 nhóc tỳ xinh xắn. Trong tiệc kỷ niệm ngày cưới bên nhau, Elsa đã lục lại album ảnh bên Chris Hemsworth trong suốt một thập kỷ. Trong bức ảnh chia sẻ với người hâm mộ, nữ diễn viên Fast and Furious rải ảnh khắp phòng khách và tâm sự về cảm giác bồi hồi khi nhìn lại chặng đường đã qua. Sẽ còn rất nhiều năm tháng tuyệt vời hơn nữa, luôn yêu anh và mãi mãi yêu, Chris Hemsworth, Elsa viết. Giống với các cặp vợ chồng khác, Chris và Elsa cũng trải qua những lúc thăng trầm, sóng gió trong hôn nhân, nhưng họ đều cố gắng hy sinh, hài hòa vì nhau và vun đắp cho tổ ấm của mình. Elsa từng thú nhận trên tạp chí Bob Plus Show, thật buồn cười vì mọi người nghĩ chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Không phải như vậy đâu, chúng tôi cũng có những thăng trầm và vẫn đang tiếp tục vun vén cuộc hôn nhân của mình. Tôi nghĩ mọi mối quan hệ đều cần phải thắp lửa liên tục, không có gì là dễ dàng cả. Còn Chris bộc bạch, có những thử thách và bạn phải luôn nỗ lực xây đắp bởi hôn nhân không phải lúc nào cũng đẹp như mơ. Trong một cuộc phỏng vấn, Chris Hemsworth chia sẻ bí mật đằng sau cuộc hôn nhân bền chặt của anh và lý do Elsa Pataky không bao giờ ghen với những fan nữ, luôn bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt dành cho chồng mình. Elsa biết trong mắt tôi chỉ có mình cô ấy, Chris thổ lộ. Từ năm ngoái đến nay, Chris phải tạm dừng đóng phim vì dịch Covid-19, nhưng anh rất vui vì có thể dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi với vợ con. Hồi năm ngoái, Chris cũng tâm sự về kế hoạch tạm nghỉ diễn xuất một thời gian để chăm sóc con cái. Thật tuyệt khi được là một phần của vũ trụ điện ảnh Marvel suốt thập kỷ qua và tôi cũng thích chu du khắp nơi để quay phim, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi có rất ít thời gian ở nhà. Bởi vậy, việc không phải phân tâm vì lịch trình công việc và có thể dành thời gian chất lượng với gia đình là điều rất tuyệt vời.